Bây giờ sư cho con hỏi về Thập Bát La Hán, thì có phải Thập Bát La Hán đang còn tại thế để hoằng dương chánh pháp không? Và pháp trụ ký, sẵn đây sư tìm, sư không biết là cái pháp trụ ký là cái gì. Rồi để từ từ tính đi. Rồi, cái này không biết hai vị để cái này để cho hai vị nói trước đi. Mời đứng đi mình Mời sư chánh tâm. giống cầu phim tế công á, cái nhân vật tưởng á thì Thập Bát La Hán, cái này cũng có một số chùa thờ phụng. Thì đối với tôi, đối với riêng tôi nha, tôi xem Thập Bát La Hán giống như là nhân vật trong tiểu thuyết thôi. Cái câu tiểu phim đó, phim tiểu thi này nọ, đại bàng chim sĩ điểu nó đánh lộn với 18 La Hán, nó đánh dèo dèo ông này đá chân ông kia chưởng ông nọ chơi lông mày vậy thôi, chạy qua đánh qua đánh lại thì nó giống như là phim chưởng phim tiết kiệm. Tôi coi 18 La Hán cũng giống như là cái nhân vật ở bên Hy Lạp, giống như là chúa gì thần Zeus, Athena hay là Poseidon hay là còn ở đây là nó không phù hợp với Phật giáo về cái hình ảnh của 18 vị La Hán này, bởi vì nó có cái vấn đề là đánh nhau, nó có vấn đề là thần thông bài tú lừa đánh đoạn đùng đùng đùng, thì có phim chứ nó đâu phải là đời thực. Mình có thấy trong kinh có khúc nào viết rằng là các vị La Hán bay dèo dèo đánh lộn nhau không? Cái hình ảnh từ bi hiền hòa nó không còn rồi, nó không còn đi. Nên bởi đây ở đây cái chữ La Hán này thì không biết là có phải là La Hán hay không. Nếu A La Hán thì nó còn đi xa lắm quý vị. Còn chữ La Hán này nó nếu mà thuộc về cái biểu hiện gì á, cái định nghĩa gì ở bên cái đó thì chúng tôi không có rành. Nhưng mà đại khái ở đây là cái hình ảnh 18 La Hán này nó quá đi xa rời với đạo Phật. Nó không thuộc ra để nguyện một cái hình ảnh 18 vị tu giới hạnh vân vân. Để mà là hoằng pháp độ sanh vân vân, một cái hình tướng mình thấy những cái hình ảnh của ngài Nanda, hình ảnh của ngài Mahakasyip, ngài Sariputta hay là ngài Mogga Mahakanana thì mình đọc trong kinh mình đã thấy rồi, các vị từ bi, các vị giới hạnh, các vị nghiêm trang tới cỡ nào, nó trong cái hình ảnh này nó 18 vị La Hán nó rất là âm thì nằm ngủ luôn, âm thì mộng La Hán vậy đó. Rồi có ông là cọp, có ông là sư tử, là sư tử, là cọp, có ông là rồng. Bây giờ mình bằng xanh thì tôi làm sao mà thành thánh, bằng xanh đã bằng xanh thì tôi thua nha, chứ không có vụ bằng xanh mà đắc quả nha. Thì nó đưa cái hình ảnh vô rất là không hợp lý với đạo Phật nguyên thủy. Thì kết thúc cái câu trả lời ở đây mà hai vị ạ. Sư Tuệ Tường có ý kiến gì không? Thì câu hỏi này cũng không có tìm hiểu nguồn gốc của 18 vị như thế nào, chắc xin lướt qua câu hỏi này. Thì thưa chú quý vị đó, 18 vị La Hán này á, thì đối với những cái vị mà nghiên cứu chuyên sâu, thì đây chỉ là những cái sáng tác của dân gian để phục vụ cho cái nhu cầu tín ngưỡng. Những cái sáng tác kiểu này thì nó nhiều lắm, giống như ngay cả cái quyển gọi là cái pháp trụ ký của quý vị cũng vậy thôi. Đó là một cái tác phẩm được sáng tác rồi được truyền rộng rãi ở trong dân gian, đặc biệt là có nhiều người họ muốn là những vị La Hán, thì nếu như chỉ có đi đứng nằm ngồi thì nó bình thường quá, cũng không có cái gì là đặc biệt. Thành ra là họ muốn cái hình tượng La Hán phải là một vị, ví dụ như là hàng long phục hổ, rồi cử bát, rồi trường mi, đại loại như vậy đó. Thì nó phục vụ cái nhu cầu văn hóa và tín ngưỡng của quần chúng, cho nên là chúng ta có thể thông cảm và chúng ta hiểu đó thuộc về cái
phạm trù văn hóa và tín ngưỡng của quần chúng. Chứ nếu mà nói là có ở trong chánh tạng chánh pháp á, thì không có.